Chào anh em nha, mình đang đi giao con da dết vàng đen cho anh em Long An, giao tận nhà nha anh em. Anh em ở xa cứ nổ cọc đi ship tận nơi, anh em không tin tưởng cọc thì là thành phố mua trực tiếp nha anh em. Hiếu vẫn hỗ trợ cho anh em về tận nhà. Đây, mình đang đi đây. Da dết bên mình là 60 triệu nha anh em, xe lúc nào cũng có sẵn. Mình bật bản đồ mình coi. Rồi tới nơi là mình sẽ quay phim tiếp cho anh em xem nha. Tạm thời cứ cắt video cái đã. Rồi vừa khít lọt chiếc xe thôi nha. Rồi anh em là mua xe có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha anh em, 0977896908. Mua bán xem xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tới nơi mình sẽ quay phim tiếp nha. Đang đi tìm nhà cái. Xe về đâu đây nha. Mình lực. Đây giao xa Z cho anh em Long An nha anh em. Đây anh em là mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908, cứ có cọc là ship. Nó không kéo quá. Nói chung mình test xe mình thử thôi nha, chứ chạy đừng có mám quá nha, mám lúp á. Về đâu đây chịu khó đâu đây đi. Xe này mấy trăm quên. Sao anh? Mấy trăm có đó, đủ thứ hết, từ trăm mấy, 200, 270 tấn. Đúng rồi, tới 500 lận. Còn loại này 300 không? Tập. Dạ. Hai sĩ. Có loại 5 sĩ nữa hả? Có anh. Có loại 2, chiếc này 2 sĩ rồi, dọn mới lại. Nhà thấy cọc chứ, mà nhiều người không tin tưởng thì nhiều lúc trên mạng có nhiều người lắm chú ơi, cọc nhiều lúc không khéo cọc mất luôn cọc nó. Rồi sao Vinh, sao Vinh, Vinh cho ý kiến Vinh. Cái nội mẹ hai thị mà không được nó chết rồi. Không nói đây nha anh em, full 5U nha anh em, phục trước phục sau Vinh. Nói chung mình test xe test vậy thôi nha, mình chạy mình chịu khó rô đai đi. Để chạy banh hết. Mới mà đụng mà chạy quá. Đúng rồi.